Xin kính chào quý vị đang xem kênh Thiện Đất. Bất động sản ngày hôm nay em xin được gửi tới quý vị là một căn nhà vừa tiền ở quận Hai Bà Trưng, có sân cổng để xe riêng như chúng ta đang xem đây. Nhà được bố trí ra sao và có cái thông tin chi tiết như thế nào thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi trong vài phút ít ỏi sắp tới nhé. Đầu tiên thì em thấy là nhà có sân nhỏ để xe thì cũng là một lợi thế á. Sân này của riêng nhà mình thôi, chỉ rộng vài mét vuông thôi, nhưng nó sử dụng và sinh hoạt cũng tiện hơn. Diện tích đất bao gồm cả sân trước nhà là 36 m². Diện tích xây dựng nhà này thì không được ạ, vì chúng ta phải chừa sân rồi. Nhà có sổ đỏ chính chủ, giấy tờ đầy đủ. Ở trên đất là một tài sản nhà mới xây khung cột bê tông 5 tầng. Tầng 5 thì sẽ là phòng thờ sân thượng. Tầng 4, 3, 2 mỗi tầng một phòng ngủ rộng. Tầng 1 là bếp và khách và sân trước nhà. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể sử dụng là được 3 phòng ngủ ạ. Vì là nhà mới nên là cũng thiết kế hợp lý và có trang bị cơ bản. Chúng ta có thể dọn đồ về hàng ngày. Về cái giá nhà thì hiện tại chính chủ đang chào bán nằm ở cửa tiền từ 3 đến 4 tỷ. Giá chủ họ đang chào là 3 tỷ 9, còn có bớt, còn có thương lượng nhiệt tình cho ai trực tiếp mua. Giá nếu như mà có thay đổi thì em xin cập nhật sau ạ. Để em tiện xin mời quý vị xem không gian tầng 2 của nhà mình nhé. Tầng 2, 3, 4 là tương tự nhau. Địa chỉ căn nhà đất trên đây thì nằm ở phố Bạch Mai, phường Cầu Giền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Khu này thì gần với cầu vượt Trần Khát Chân, gần chợ Trời, phố Huế, gần với Lê Đại Hành, gần khu Bách Khoa, Tạ Quang Bưu. Địa chỉ này thì cũng gần với cả trụ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gần với cả trường Trung học cơ sở Tô Hoàng. Khu này là khu phố cũ của quận Hai Bà Trưng, nên là vị trí nó trung tâm và gần nhiều trường đại học lớn như là Bách Kinh Xây. Nhà này thì có hướng cửa chính là hướng Nam, phù hợp với anh chị cô chú nào mà không chọn hướng hoặc là hợp hướng Đông Tứ Trạch. Tài sản cơ bản là có 5 tầng, mỗi tầng một phòng nên là cũng không có gì để mô tả nhiều. Trước khi mình khép lại video này thì em xin nhắc lại những thông tin chính để quý cô anh chị mình có thể nắm được như sau. Diện tích đất là 36 m², bao gồm cả cái sân riêng để xe ở trước nhà. Diện tích xây dựng xây nhà là nhỏ hơn, có sổ đỏ riêng chính chủ, hiện trạng là nhà mới xây khung, nhà 5 tầng, mỗi tầng một phòng, đáp ứng cái công năng cơ bản là được 3 ngủ. Địa chỉ là nằm tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Nhà có giá chào hiện tại cả đất cả nhà, có thương lượng là 3 tỷ 9 á. Mua thì hời, ở thì hợp thời, càng để càng sinh lời. Quý vị cần xem nhà, căn này hay là căn khác, hướng khác, giá khác, ở khu vực khác thì xin liên lạc Thiện 0902661999 ạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bất động sản sau.